Tuy nhiên chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên anh bác một số mã hàng bên em hàng vừa về xong nhá. Em quay trực tiếp và báo giá. Đấy, các bác nào có nhu cầu hàng hóa thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai số hotline em đang ghim trực tiếp bên mình nhá. Đấy, gọi điện trực tiếp cho em để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu cho em là hóa đơn trên 200k thì các bác sẽ được miễn phí ship, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Đấy, nhớ cho em là hóa đơn trên 200k bao ship nhá. Và khi mà các bác mua hàng đặt hàng đấy thì các bác nhớ xem kỹ video, xem kỹ sản phẩm trước khi đặt hàng nhé. Đấy, tránh tình trạng là hàng đến nơi các bác bảo là không đúng rồi là nhiều khi là nó rất là rắc rối. Đấy thì nhớ xem kỹ video, xem kỹ sản phẩm, giá cả trước khi mua hàng. Em quay rất là kỹ ở trên video. Đấy, các bác cứ vui lòng xem kỹ nha. Và nhớ cho em là hóa đơn trên 200k, miễn phí ship, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng thanh toán. Rồi em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Các bác yêu quý em thì đừng quên ủng hộ em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó là sản phẩm rồi video mới nữa của em. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái con máy xay bột này. Lên mã em sẽ là cái máy xay bột khô nhá. Máy xay bột khô. Cái này về để chuyên thì các bác xay bột khô rất là tiện nhá. Các bác xay bột đỗ tương, bột gạo các thứ, các loại bột rất là tiện. Thì đây. Một con máy này nhá. Đó. Điền khối luôn này. Đấy, và nó sử dụng nguồn điện 220. Đây, em sẽ nói qua phần thông số công suất. Con này thì cái công suất của nó sẽ là 250W, sử dụng điện 220. Đó, sử dụng điện 220, công suất là 50 Hz. Và nó có thể là xay quế, xay bột ớt này, rồi là xay các loại hạt, hạt đỗ tương, hạt gạo các thứ rồi. Nói chung là các bác sử dụng chuyên để các bác sử dụng để các bác xay bột nhé. Đấy, xay bột rồi là các kiểu luôn. Đấy, chuyên để các bác xay bột và xay khô nhé. Đấy, xay bột đỗ, bột gạo các thứ rồi. Xay bột quế, bột ớt dùng đa năng lắm, dùng tiện lắm nhá. Và máy chạy cực kỳ khỏe và xay rất là nhuyễn, xay rất là nhanh. Đấy, các bác xay tí bột gạo để mình nấu cháo đôi khi các thứ ra, dùng gia đình nó là rất ok. Giá nó hợp lý và sản phẩm dùng ok. Công suất là 250W nhá và sử dụng điện 220. Rồi em báo giá luôn. Tại bên em về lô mới và cũng đang có một cái mức giá rất tốt, dễ mua luôn nhá. Lên mã em sẽ là máy xay bột khô này. Máy xay bột khô nhá, máy xay bột khô. Giá của nó thì em báo giá luôn 120k nhá, 120.000 cho con máy xay bột khô này. Giá rất tốt, dễ mua, 120k thôi. Về các bác dùng để xay bột xay biếc nhá, dùng rất ok. Đây em sẽ cắm test bác xem một chút này. Đấy. Các bác chỉ việc là cấp điện xong đó là các bác bấm nút thôi. Đấy là máy chạy nhá, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đó, cái này em đang xay gạo này. Đó, em đang xay gạo nhá. Đấy, cái con này đây em nói qua một chút thì về các nếu mà muốn lắp nó đúng lẫy vào để các bác bấm được ấy, thì máy nó mới chạy ấy. Thì đây các bác nhìn cái phần khớp của nó này, cái phần lắp này với lại cái phần tay cầm này nó khớp vào nhau nhá, thì khi mà các bác khớp vào thì nó sẽ ấn được nút nhá. Đấy, còn nếu mà các bác để nó lệch ra là không thể bấm được đâu, nó không chạy đâu. Các bác phải khớp đúng vào cái nút này của nó này thì bắt đầu là bấm nó mới chạy này. Đấy, nó khớp đúng vào cái lẫy này của nó mới chạy này. Đấy, rất là dễ dùng thôi, chỉ việc là các bác bấm nút cái thế là máy nó chạy vào đây nhá. Đó, bấm nút là máy chạy có thế thôi. Đây, em sẽ mở ra bác xem. Đấy, có thấy không? Khói bốc luôn này, xay cực kỳ nhuyễn nha, xay nhuyễn lắm ạ. Đây, các bác nhìn này, xay nhuyễn dã man luôn. Đó, bột bột mịn mịn luôn nhá. Đây các bác ơi, đấy bột rất mịn luôn này. Đấy, bột cực kỳ mịn nhá. Cái này các bác có tí gạo các bác cho vào, các bác dùng để các bác xay bột nấu cháo này, rồi xay đỗ tương, xay bột ớt này, xay bột quế này, các loại bột cho em rất tiện dụng nhá. Đấy, xay bột xay biếc rất ok. Đó, rồi lên mã em sẽ là sản phẩm là máy xay bột khô, xay cực kỳ nhuyễn và xay rất là nhanh nhá. Giá hợp lý nữa, giá đợt này đang bán chỉ có 120k thôi. Máy xay bột khô 120.000 một chiếc nhá, sử dụng điện 220, công suất của nó sẽ là đi 250W thôi nhá. Một cái sản phẩm tiếp theo thì bên em hiện tại đang bán siêu siêu chạy luôn nhá. Đó thì lên mã luôn cho bác, đó là con tăng đơ dòng vàng. Lên mã em sẽ là tăng đơ dòng vàng này, rất là xịn luôn, hàng của nó vẫn nguyên hộp nhá. Con này về để các bác dùng để cắt tóc này, rồi là cạo râu, rồi là tỉa lông các thứ rồi. Thậm chí các bác có thể về cắt tỉa cắt lông cho chó, cho mèo các thứ này cũng rất ok. Đấy, rồi là cắt tóc cắt tai rất ok nhá. Đây tăng đơ dòng vàng rất đẹp này, một sản phẩm cực kỳ chất lượng và giá thì cực kỳ tốt luôn. Bộ sản phẩm này thì sẽ là hàng đầy đủ nguyên hộp, đi kèm thì đầu tiên sẽ có là một thân máy này, tiếp đến các bác là sạc nhá, sạc này. Đấy, sạc và có đi kèm là một viên pin nhá, một viên pin 18650. Sản phẩm này thì sử dụng pin dời và pin của nó sẽ là pin 18650 nhá, pin 18650. Đấy thì pin này thì các bác mua thị trường rất là dễ mua rồi. Và chính bản thân em cũng đang bán dòng pin này. Pin này hiện tại em đang bán lẻ sẽ là 20k một viên nhá, nếu các bác có nhu cầu mua thêm pin.
và đi kèm là bộ cữ này. Đấy, cữ rất là ok nhá, bốn cái cữ luôn để về các bác lắp vào để các bác tỉa tót các thứ cho nó dễ cắt này, rồi là dầu tra các thứ, các phụ kiện đi kèm, giấy hướng dẫn sử dụng nhá. Hàng của sản phẩm này thì hàng vẫn còn nguyên hộp mới kèm 100%, dùng rất là dễ thôi. Về bác chỉ việc là xoáy cho em cái phần nắp đít lên ra, sau đó là các bác lắp cho em viên pin vào, lắp các bác lắp chiều nào cũng được nhá, lắp đảo chiều đều được đấy, lắp đảo chiều xuôi chiều đều được nhá. Đấy, lắp vào cái là máy chạy ngay này, rất là nhạy luôn nhá. Đó, đây đây các bác xoáy chặt với em nhá, xoáy chặt vào, sau đó là các bác bấm cái nút này, nút này là cái nút khởi động này. Đấy, bật tắt ở đây luôn nhá. Đấy, bấm là bật, bấm là tắt, có thế thôi, rất dễ dùng. Máy chạy cực kỳ êm và chạy rất là khỏe, sắc bén, cắt ngọt lắm. Con này cắt thì nói chung là về chất lượng cắt cực kỳ tốt trong tầm giá, giá vô cùng tốt luôn. Đây, rồi. À, lên mã em sẽ là sản phẩm là tăng đơ dòng vàng, em báo giá luôn nhá. Một cái mức giá vô cùng dễ mua nhá. Tăng đơ dòng vàng. Đấy, tăng đơ dòng vàng. Giá hiện tại bây em đang bán một chiếc tăng đơi giá chỉ có là đi 100k nhé, 100.000 trong chiếc tăng đơi nha. Đầy đủ các phụ kiện đi kèm về đâu bác, chỉ việc lắp pin mà xài. Hết pin thì các bác lại lấy cái sạc này các bác dùng. Đấy, cái sạc này thì nó sử dụng cái nguồn điện là nguồn điện DC 5V. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác cắm vào đây để các bác sạc pin cho máy, có thế thôi nhá. Còn khi mình dùng thì các bác lắp pin và cứ thế là các bác tỉa tót cắt kiếp thôi, rất ok, dễ dùng dễ sử dụng nhá. 100k cho chiếc tăng đơ dòng vàng nhé. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cắt cực kỳ ngọt nhé. Đây. Tóc đến đó, siêu an toàn, dễ sử dụng. Tăng đơ điều khắc hình rồng đa năng, vừa dùng để cạo tóc vừa có thể dùng để cạo râu hàng ngày. Đấy, đây không? Cắt rất ngọt nhé. Không nào, tiết kiệm chi phí hàng triệu đồng không cần ra salon. Thay thế cho máy cạo râu thông thường, tiết kiệm chi phí cho nhiều lần sử dụng. Thoải mái tạo những kiểu tóc ngay tại nhà mà không mất nhiều thời gian. Tăng đơ rồng dùng được cho cả người lớn và trẻ em. An toàn tuyệt đối cho da. Bố mẹ nào ngại đưa con ra salon cắt tóc thì có thể tự tay cắt tóc cho con của mình ngay tại nhà, đảm bảo chưa đến 5 phút. Thật bất ngờ, tông đơ còn có chức năng chấn viền tato 1001 kiểu, quá đơn giản. Tóc dày hay dài đến mấy cũng có thể sử dụng được. Khi mua sản phẩm được tặng kèm 4 đầu lưỡi khác nhau, một chai dầu tra lưỡi, một bàn chải vệ sinh lưỡi cạo và một dây sạc USB tiện dụng. Nhỏ gọn nhưng tiện dụng vô cùng, mang theo bất cứ đâu, sử dụng bất cứ khi nào muốn. Thời gian sử dụng lên đến 8 tiếng đồng hồ. Chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc, lâu lâu chỉ có một, mua ngay kẻo hết nhé. Đó, thực tế về sản phẩm nó cắt rồi là các bác dùng để cắt tóc cạo râu rất ok, cực kỳ ngọt nha, cắt rất sắc bén nha. Giá bên em đang bán sẽ là 100.000 cho một cái cây tăng đơ, hàng mới mới nộp nhá, đầy đủ các phụ kiện đi kìa. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng đó là cái kéo cắt ống 42 này. Đấy, kéo cắt ống 42 rất là nhiều bác hỏi nhưng mà đang bán hết hàng, hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Hàng này thì của thương hiệu Kabushi Japan. Đó, con này thì chuyên để các bác cắt ống nhá. Đấy, những cái dòng ống phổ thông, ống 21, ống 27, rồi là nói chung là các bác cắt là từ ống 42 trở về nhá. Đấy, cắt tối đa sẽ là ống lớn nhất sẽ là ống 42. Đấy, từ 42 trở về. Nói chung là các bác thợ thuyền điện gia dụng, rồi là anh em các bác sử dụng gia đình, cắt con này là quá ok rồi. Đấy, giá nó hợp lý và cắt rất là ngon, dễ cắt nhá. Hàng của Kabushi Japan của Nhật này, rất xịn sò. Đấy, đấy không? Đấy, các bác nghe tiếng này, bấm nó vào rất êm và rất là ngọt, dễ cắt nhá. Con này cắt sắc bén lắm, cắt ok lắm. Cái này em đang dùng mà, em dùng con này khoảng tầm hơn năm nay, cắt ok lắm. Đấy, và các bác sử dụng nói chung là dòng này nó là dòng phổ thông nhất nhá, dùng đa dụng nhất này. Đây em sẽ cắt test cho bác xem này. Cắt này rất là dễ thôi, các bác chỉ việc là cho vào cái phần này, các bác bấm thôi, cứ thế các bác bấm này. Đấy, bấm nha. Đấy, bấm này, cứ thế bấm này. Đấy, bấm này, 4 phát xong luôn nhá, 4 phát xong luôn. Đây các bác cùng xem thành quả này, đường ống đi mịn mịn luôn nhá. Đấy, đường ống đi mịn mịn. Cái này thì ưu điểm của nó khi mà nó cắt ấy thì nó sẽ không gây, nó sẽ không ra những cái phần vụn, mà cái đường ống các bác cắt nó mịn hơn. Khi mà các bác đấu nối những cái cút nối nước các thứ là nó mượt và nó chắc chắn hơn nhá. Đấy, nói chung bây giờ người ta nên dùng những cái ống này, cắt nó dễ cắt mà nó hiệu quả, dùng nó ok. Bây giờ mấy ai dùng cưa đôi khi là nó ra những cái mùn. Các bác xử lý vệ sinh đôi khi rất là khó mà nó mất thời gian, mất công nhá. Thì bác chuyển sang dùng cái con kéo cắt ống này dùng tiện lắm. Giá của nó thì hợp lý lắm. Bên em đợt này đang về một cái mức giá rất tốt luôn. Báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ là kìm cắt ống 42. Kìm cắt ống 42 này. Giá nó bên em đang bán sẽ là 100k một cây nhá. 100.000 cho một cái cây kìm cắt ống 42 thôi. Giá chỉ 100 tròn nhá. Giá rất tốt, dễ mua. Đấy, bỏ ra 100.000 mua cây kìm cắt ống 42 về đôi khi là nhà mình có sửa chữa điện nước, rồi các bác thợ thuyền mang đi con kìm đi. Đấy, con kéo này đi các bác cắt đôi khi nó cũng tiện này. Đấy, đỡ phải cưa cách gì. Ra bấm 3-4 cái là đứt luôn. Mà cắt tối đa ống 42 rất ok.
giá 100k một chiếc nhá, nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng nhá, 100.000 một cái kìm các đồng 42. À mà em cũng nói luôn là hàng bên em thì nó là hàng chuẩn nhá, hàng chuẩn của Kabushi Japan này đấy, hàng chuẩn của Kabushi Japan. Và hàng chuẩn của Kabushi là hàng chính hãng này thì nó sẽ có là 3 ốc nhá. Đây các bạn nhìn này, 1 2 3. Còn ví dụ bình thường là cũng như bình thường là các bác nhìn là thị trường là hàng nhái rất nhiều, nó chỉ có 2 ốc thôi, nhưng mà hàng chuẩn này nó là 3 ốc này, 1 2 3 này. Đấy, để các bác phân biệt giữa hàng thật và hàng giả nhá. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Kabushi, hàng 3 ốc luôn luôn nhá, hàng 3 ốc luôn. Tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái kính hàn cũng của Kabushi này, lên mã em sẽ là kính hàn. Bác nào đang làm thợ hàn, thợ cơ khí rồi cắt sắt rồi là các bác hàn xì, có con kính này tiện lắm, bảo vệ cho cái đôi mắt của bác tránh bị tình trạng đau mắt rồi là những cái tia lửa hàn cái thứ rồi đấy, khói hàn nó ảnh hưởng đến mắt nhá. Đây bộ sản phẩm là hàng nguyên hộp này đấy, đi kèm thì sẽ gồm có là một cái bao đựng như này và phần kính, và đi kèm nữa là một cái sợi dây để các bác có thể là ví dụ như là các bác leo trèo mình có thể là lắp cái sợi dây vào, các bác đeo qua đầu đấy, khi mà leo trèo nó không bị rơi kính nhá. Đấy, kính này thì nó nói chung là thiết kế hay lắm, và nó có cái chế độ là tự động, khi mà có tia hàn nó lé lên là tự động kính sẽ tối lại nhá. Đấy, thiết kế rất thông minh. Đây đấy, bình thường này các bác nhìn bình thường nó sẽ nhai, còn khi mà có tia hàn vào nó sẽ tự động nó tối lên nhá. Thì giờ em sẽ test bác xem. Đấy, trước khi đi vào test thì em báo giá luôn nhá. Rồi lên mã em sẽ là sản phẩm là kính hàn, bên em đang bán một chiếc kính hàn này sẽ là 150k thôi. Đấy, giá được 150.000 cho cây kính hàn này, kính hàn này. Đấy, 150k kính hàn, hàng của Kabushi Japan nhé, hàng vẫn còn mới nguyên hộp này. Đấy, sản phẩm rất là thông minh, dùng hay lắm. Đây em sẽ test cho bác xem nhá. Đó, bình thường đi đây, khi bình thường này các bác nhìn nó sẽ nhảy nhá. Đấy, vẫn nhìn những cái vật thể bên ngoài này, có nhìn thấy tay em này. Đấy, vẫn nhìn thấy tay em nhảy nhá. Thì đây em sẽ lấy một cái đèn pin, em bật cái chế độ nháy cảnh báo này, em sẽ soi vào cái kính này xem nó có tối đi không nhá. Có nhìn này, đây em soi vào này, đấy có thấy không, nó tối hẳn đi nhá. Em bỏ ra này, đấy bỏ ra cái là bắt đầu là nó lại trong vắt luôn, lại nhìn thấy bình thường. Đấy em dí vào cái nhá, đấy bắt đầu lại tối đen lại luôn, bỏ ra cái này đấy lại sáng bình thường luôn, rất là hay, thiết kế cực kỳ thông minh, và nó sẽ tự động nó sẽ tối cái kính này vào đấy để giúp đôi mắt của bác là an toàn hơn đấy. Và cái phần kính này các bác đeo nó rất là kín này, đấy không bị khói hàn cái thứ bay vào nhá, dùng ok lắm. Đấy, bỏ ra có 150 thôi, bảo vệ đôi mắt của bác một cách tốt hơn, an toàn hơn nhá. Đấy, và mình công việc mình nói chung là làm gì làm mình cứ nên giữ gìn sức khỏe là trước hết các bạn. Giá hợp lý 150k nhá, 150.000 cho một cái cây kính hàn thông minh như này, kính hàn tự động tối đi nhá, 150k một chiếc kính hàn, hàng của Kabushi Japan. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn mã hàng bác là cái bộ vít V38 này, cũng rất nhiều bác hỏi nhưng mà cũng đang bán lại hết hàng đấy, tại nó nhiều cán hết hàng lắm, vì tầm giữa năm là đôi khi là nhiều cán nó không sẵn hàng đâu. Đó thì các bác nào tranh thủ mà đang muốn mua thì mình có thể chốt luôn đi. Đấy, vì số lượng thứ nhất là có hạn, và thứ hai hàng rất là khan, vì tầm giữa năm rất là khó kiếm hàng. Đấy, con này bộ Tool Mini 38 chi tiết nhá. Đấy, bộ vít V38 này, V38, bộ này sẽ gồm có các bác là tổng 38 chi tiết trong một vít nhá. Sẽ gồm có là các loại đầu khẩu từ M5 đến M14 này, rồi là có các loại đầu vít này, đầu PS0, PS1, PS2 này, rồi là đầu sao, đầu hoa thị, đầu tam giác, rồi là đầu chữ U các kiểu nhá. Đấy, những cái đầu rất là dị luôn này, để các bác xoáy những cái loại thiết bị ví dụ như là thiết bị của Mỹ rồi là của Anh các thứ là người ta hay dùng những con loại ốc dị dị này. Đấy, rồi là hoa thị sao cộng trừ. Đó, rồi là thanh nối dài, những cái thanh xoáy góc khuất nhá. Bộ sản phẩm ok lắm. Đây em báo giá luôn, nên mã em sẽ là cái bộ vít V38 nhá. V38 chi tiết. Trong cái bộ vít này mình em đang bán giá của nó đây, 38 chi tiết này. Giá của nó sẽ là đi 330k thôi, 330k. Và trong video này thì bên em bao ship tận nhà luôn nhá, 330.000 một cái bộ vít V38 bao ship tận nhà, giá tốt dễ mua. Đây vào cùng xem bộ sản phẩm nào. Đấy, đựng trong cái hộp rất là nhỏ nhỏ xinh xinh nha, màu xám kết hợp màu cam này. Đấy, bộ này thì hàng của Đức nhá, hàng made in Germany đó, made in Germany nhá, made in Germany. Thì dần dùng rất là dễ, các bác đẩy cái nắp này, đấy tự động sẽ mở ra nhá. Đó, và bên trong có đầy đủ hết luôn nhá, made in Germany mà. Đấy, made in Germany. Bộ này thì bộ Tool V38 của Đức nhá. Ở phần trên này sẽ gồm có là các loại đầu vít này, đấy, đầu sao hoa thị lục giác cộng trừ các kiểu này, đấy, đầy đủ luôn. Và bên dưới này thì sẽ gồm có là các loại đầu khẩu này. Ở đây thì một cây tô vít này, một cái tay lắc để các bác xoáy khẩu, cũng như là cái tay lắc này có đảo chiều xoáy nhanh luôn nhá, có đảo chiều xoáy nhanh luôn.
Trên này thì có thanh nối dài xoáy góc khuất này, rồi là những cái đầu chuyển đổi rất ok. Thì đây, cái con vít này cũng dùng rất hay này. Ở đây nó có cái cây vít dùng rất hay nhá. Cái cây vít này thì khi mà các bác xoáy thì các bác để thẳng này, còn bình thường thì các bác nếu mà các bác xoáy phần góc khuất thì mình có thể bẻ vuông góc 90 độ để các bác xoáy phần góc khuất này, rồi là chéo một góc 45 độ này. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. Có thể bẻ sang trái, bẻ sang phải đều được luôn. Và ở đây tích hợp luôn cái phần đảo chiều cũng như là xoáy nhanh nhá. Đấy, có đảo chiều xoáy nhanh ở đây luôn. Đấy, thì tùy nhu cầu các bác chỉnh ở cái phần cái vòng xoay này anh em nhá. Đấy, cái vòng xoay này này. Đó, rất là dễ dùng thôi. Thì một cái chi tiết cũng rất là hay luôn, đó là cái thanh xoáy góc khuất nhá. Thì những cái phần góc khuất ngóc ngách mà các bác không thể luồn cây tú vít được thì bác dùng cái này. Các bác cắm ở đây, sau đó là các bác lấy một cái đầu vít chẳng hạn này, các bác cắm lên cho. Đó, và các bác ví dụ các bác xoáy phần góc khuất thì các bác bẻ nó đi. Bẻ nó nhá. Đấy, bẻ nó cong đi các bác dùng các bác xoáy này. Đấy, đây các bác nhìn em xoáy này. Đấy, quay luôn nhá, đây. Có đấy không? Bẻ cong đi nhưng mà vẫn quay ok luôn nhá. Dùng ok lắm, xoáy phần góc khuất thì các bác xoáy cho em rất hay. Đó. Bộ sản phẩm đầy đủ các chi tiết đầu vít, rồi là đầu khẩu, rồi là thanh xoáy góc khuất nối dài, cây vít có đảo chiều tự động cho em luôn. Giá bộ này thì bên em đang bán full combo, giá sẽ là 330.000 một bộ nhé. 330k bộ dùng cho các bác sửa chữa đồ điện, rồi là thợ thuyền, anh em sử dụng gia đình. Đấy, xoáy những cái đồ thiết bị điện tử, điện dân dụng gia đình nhà mình, rồi xoáy những cái đồ đạc nhà mình rất ok nhá. Đấy, rồi là thợ thuyền dùng bộ này quá ok luôn, giá hợp lý nhá. V38, giá anh em đang bán một bộ vít V38 hàng nguyên hộp nha, 330k một bộ, bao ship tận nhà, hàng của Made in Germany nhá, của Đức nhá, rất ok luôn. Bộ tool mini 38 Đức, 330k bao ship. Tiếp theo thì em lên luôn các bác mã hàng, đó là cái vỉ keo nắp cam này. Lên mã em sẽ là cái vỉ keo nắp cam nhá. Một cái vỉ keo nắp cam này thì bên em đang bán là một vỉ sẽ gồm có tổng cho bác là 5 típ này. Bên em bán cả một vỉ luôn nhá, không bán lẻ vì giá rất là rẻ rồi. Đấy, bán cả một vỉ lên luôn là 30k nhá. Vỉ keo nắp cam này thì hàng của Thái Lan. Đấy, hàng của Thái Lan nhá, hàng của Thái Lan này. Thì các bác về có dính những các đồ ví dụ như đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ, đồ nhựa này, nói chung là các bác dính đa năng các loại chất liệu luôn nhá, dính đa năng mà nó dính rất là chắc luôn. Đấy, dính chắc lắm, con này dính ok lắm mà nó nhanh, dính nó nhanh. Đó thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái vỉ keo nắp cam nhá. Vỉ keo nắp cam này. Nhớ cho em là vỉ keo nắp cam nhá, tránh tình trạng nó nhầm sang những cái keo khác. Đây, nắp của nó sẽ là nắp màu cam thì em lên luôn mã sẽ là vỉ keo nắp cam. Bên em đang bán một vỉ keo nắp cam này là 5 lọ, 5 típ nhá, 5 típ, giá của nó sẽ là 30.000 thôi, 30k. Giá quá hạt rẻ luôn nhá. Vỉ keo nắp cam 5 típ 30k. Về các bác dính các loại đồ thiết bị gia đình nhà mình, đồ nhựa, đồ sành, đồ sứ, đồ da, đồ trang sức cho em. 30k cho 5 típ, dùng cả năm luôn nhá. Đấy, bác nào dùng ít dùng chắc vài năm. Đấy, thì các bác cứ dùng đâu được bác lấy chai nào, dùng được bác lấy chai đấy, dùng xong nó có đậy nắp vào là xong. Thế thôi. Dễ sử dụng và dùng hay lắm. Vỉ keo nắp cam 5 típ nhá. 30k cho một vỉ keo nắp cam 5 típ nha. Rồi tiếp theo thì cũng lên luôn góc mã hàng, đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết để về các bác xoáy những cái đồ thiết bị nhà mình nhá. Đó, lên mã em sẽ là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Bộ này sẽ gồm có bác là tổng 12 chi tiết, hàng vẫn là nguyên vỉ nhá, mới keng luôn. Hàng thì chất liệu sẽ là thép CRV. Hàng này thì hàng hãng hãng Filter. Đấy, hãng Filter nhá. Chuyên về đồ kim khí, đồ nghề đồ kim khí rất là xịn rồi. Đấy, hãng Filter này. Đó. Hộp các bạn nhìn từ phần hộp này cho đến phần lõi bên trong nhìn cũng rất là chất rồi nhá. Đây, bộ sản phẩm đi kèm là một cái giá để giá dắt vào này. Và đây, đầy đủ sẽ gồm có các loại đầu khẩu. Cỡ của nó sẽ là từ 8 nhá, 8 là nhỏ nhất và lớn nhất sẽ là đến đầu 24, từ 8 đến 24. Và đi kèm là một cái thanh nối dài và một cái tay lắc nhá. Tay lắc này sẽ là tay lắc 1/2 và có xoáy nhanh đảo chiều nhá. Đấy, có xoáy nhanh và đảo chiều đầy đủ luôn. Rất ok. Đấy, đây tay lắc có phần bọc ốp cao su chống trơn trượt này. Các bác dùng về xoáy xe cộ các thứ là mình anh em thợ thuyền sửa chữa rất ok luôn. Hàng này thì yên tâm về chất lượng đi. Nếu mà về các bác xoáy mà nó bị tuét cái gioăng trong lên thì bên em bảo hành bác luôn. Hàng cam kết 100%, cực kỳ chất lượng và xoáy cho em thoải hơn gà mái đi. Xoáy bét tè nhà đi, không lo nó bị tuét chân, tuét gioăng trong nhá. Thoải mái đi các bạn. Đấy, các bác nhìn những cái phần đầu khẩu nó làm này. Quá là sắc sảo và chi tiết và đẹp luôn nhá. Đấy, chắc chắn cầm một con khẩu quá ok luôn. Cái này thì nói chung là bên em bán siêu nhiều rồi, giá của nó thì đợt này rất là tốt luôn. Rồi em báo giá luôn nhá, lên mã em sẽ là cái bộ khẩu 12 chi tiết này, khẩu 12 nhá, khẩu 12 hàng hãng của Filter, khẩu 12, giá em đang bán sẽ là 170k một bộ nhá, 170.000 một cái bộ khẩu 12 chi tiết nha. Đây, bộ này sẽ gồm có là 10 chi tiết,
đầu tiên là đầu khẩu này thì sẽ có là 10 đầu khẩu từ 8 cho đến 24, đi kèm là một cái thanh nũi dài và một cái tay lắc 1/2, tổng thì sẽ gồm có bác là 12 chi tiết trong một bộ khẩu nhá, 12 chi tiết trong bộ khẩu, giá em đang bán là 170k bộ. Đấy, các bác cùng xem lại bộ khẩu này, hàng quá đẹp chất lượng luôn, nhìn lung linh luôn nhá, đẹp lắm. Đấy, còn nói chung là bán nhiều mà dùng tốt bán nhiều mà các bác dùng phản hồi rất ok. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn với mã hàng đó là cái bộ tô vít đỏ vàng này, lên mã em sẽ là cái bộ tô vít đỏ vàng. Bộ này thì chuyên để các bác về các bác cho các bác làm điện dùng hai lắp. Bộ này sẽ gồm có bác là 2, 4, 6, 7 cây nhá, tổng sẽ gồm có bác là 7 cây. Đấy, 7 cây vít tô, 7 cây vít đỏ vàng là chuyên để các bác làm điện. Ngoài ra thì nếu các bác làm điện thì mình có thể là xoáy những cái đồ đạc thiết bị này mình cũng rất ok. Nó có sẽ có các loại đầu ba kia, đầu dẹt rồi là các kiểu các loại luôn đây. Đây để em dắt vào đây để em quay cho bác tổng hợp một phát luôn này. Nó dễ này. Đó đây, 7 cây rất là đẹp to nha. Sẽ gồm có là các loại đầu ba kia, đầu dẹt đầy đủ cho em luôn nhá. Và ở đây thì đi kèm luôn bác là một cái cây bút thử điện. Đấy, nói chung là bộ này thì chuyên về làm điện rồi. Anh em các bác dùng làm điện này, rồi là các bác thợ thuyền, rồi là các bác sử dụng gia đình nhà mình cũng ok quá luôn. Chuyên để các bác sửa điện, làm điện nhá. Bộ này thì cực kỳ chất lượng. Hàng của cũng của Kabushi Japan nhé, hàng của Kabushi Japan. Lên mã em sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng. Đấy, bộ tô vít đỏ vàng 7 cây nhá. Đi kèm sẽ có là một cái cây bút thử điện như này. Giá của nó bên em đang bán giá sẽ là đi 130k nhá, 130k tô vít đỏ vàng nhá. Tô vít, bộ tô vít đỏ vàng. Đấy, bộ tô vít đỏ vàng này, giá em đang bán là 130k một cái bộ này 7 cây. Bao gồm là cả một cây bút thử điện về để chiêu nó bác làm điện, toàn bộ nó đều được bọc cách điện hết mà. Đấy đây, có nhìn này, toàn bộ đều được bọc cách điện hết luôn nhá, rất là xịn chắc chắn, xoáy đồ đạc rồi sửa chữa điện đó ok. 130k một bộ tô vít đỏ vàng 7 cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chai dầu để các bác xoa bóp này. Lên mã em sẽ là cái dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá, chuyên để các bác xoa bóp như các bác đau khớp đầu gối này, đau cổ vai gáy, đau lưng này. Đấy, nói chung là chỗ nào các bác đau xương khớp, đau người ngọng các bác dùng các bác thoa vào nhá. Đấy, hàng hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc, một hộp này, một lọ này sẽ là 100ml. Đấy, có đầy đủ tem này, tem chống hàng giả nhá, đầy đủ ok luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái hộp xoa, dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá, bên em đang bán sẽ là đi 40k một hộp nhá, 40k một hộp là 100ml. Đấy, các bác mua về chuyên để bác xoa bóp chân tay người ngậm chỗ nào đau. Đấy, hàng của nó vẫn nguyên siêu này, mùi thơm lắm, mùi thơm nhẹ nhẹ dùng thích lắm ấy. 40k một hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc. Lọ tẩy xoong nồi đa năng hàng bên shop tiếp tục về để phụ anh nhá. Lên mã em sẽ cái lọ tẩy xoong nồi đa năng này về để chuyên để bác tẩy xoong tẩy nồi dùng tiện lắm. Cái này thì về rất là dễ dùng thôi, về các bác rửa qua lượt nước của cái xoong nhà mình đi, xoong nồi nhà mình đi. Đấy, các bác muốn trà nó sạch sẽ đi thì các bác dùng cái kem này các bác bôi vào. Sau đó là các bác lấy cái bàn, lấy cái búi cọ xoong các bác trà kết hợp cùng với cái kem này các bác trà rất là sạch luôn nhá. Đây, đấy, nó là dạng kem kem này này. Đấy, các bác dùng để các bác trà nhá. Kỳ cọ xoong bóng loáng luôn, dùng thích lắm. Giá em đang bán một cái hộp này thì siêu siêu hạt rẻ luôn. 20k nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp tẩy xanh. Tẩy xanh để các bác dùng để tẩy xoong nồi nhá, tẩy xoong nồi cho sạch sẽ. 20k một hộp nhá, hộp tẩy xanh, giá bên em đang bán là 20k cho một cái hộp thuốc tẩy xanh như này, dùng ok lắm. Đây các bác cùng xem cái video test thực tế sản phẩm này. Đây. Uầy, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, 20k trong cái hộp tẩy xoong nồi đa năng như này, tẩy xanh nhá. Lên mã em là hộp tẩy xanh 20k hộp, nó là dạng kem này, về các bác cứ bôi vào, các bác dùng cái búi cọ các bác cọ và rửa qua nước là xong. Lọ xay tiêu bên shop hàng tiếp tục về phục vụ các bác nhá. Lên mã em sẽ là cái lọ xay tiêu, cái lọ này dùng hai lắm, về là các bác có những cái hạt, ví dụ như hạt tiêu, rồi là ví dụ như là những cái hạt muối to, bây giờ các bác ăn những cái dạng ví dụ như cái muối hồng, muối to thì các bác dùng cái hạt này cũng rất ok, về để bác dùng để xay những cái hạt đấy ra thì rất là dễ dùng thôi. Về thì các bác xoáy cái nắp này ra, đấy, bỏ cái hạt cần xay vào, ví dụ hạt tiêu các bác bỏ vào nhá, sau đó là các bác đậy cái nắp này vào,
và bắt đầu là các bác mở cái nắp ra. Đây là cái phần cối xay này, các bác một tay các bác cầm cái phần này, một tay các bác cầm cái phần thủy tinh nắp bên dưới, các bác thì các bác quay cứ này các bác quay cho em nhé. Đấy thì nó sẽ rơi xuống cái lõi này, bắt đầu nó sẽ xay, nó sẽ nghiền nát tiêu ra nhá. Thì khi mà bác dùng cái này rất là hay là các bác ăn đâu thì các bác xay đấy nhá, tiêu nó sẽ giữ được mùi thơm đấy. Các bác xay trước đôi khi nó mất mùi, nhưng mà các bác xay ăn đâu xay đấy nó sẽ giữ được nguyên bản của vị tiêu đấy, cũng như là dùng nó tiết kiệm, mình cứ ăn đâu mình dùng đấy thôi. Và một cái mẹo nho nhỏ là khi mà các bác muốn bảo quản tiêu trong cái hộp này nó được lâu hơn mà nó giữ mùi hương thơm hơn nhá, thì các bác cứ cho tiêu vào đây, khi mà dùng xong xay xong thì các bác lại bỏ trực tiếp cho em cái lọ này vào trong tủ lạnh thì các bác sẽ dùng được lâu hơn nhá. Đấy, cái này em đang dùng tế mà em cũng rút được cái kinh nghiệm ra mà. Và cái phần cối này cũng rất hay là các bác có thể điều chỉnh này. Đấy, các bác ở đây là cái con ốc mà các bác có thể điều chỉnh xem là các bác muốn xay nó vụn hơn hoặc là xay theo kiểu dạng hạt vỡ to hay là hạt nó nát, thì các bác xoáy ở cái phần cái trục này nhá. Đấy, các bác xay đấy, xoáy vào thì nó sẽ nát, còn mở ra rộng hơn thì nó sẽ kiểu dạng vỡ vỡ nhá. Đấy, tùy nhu cầu về các bác xay. Phần trên này là inox, phần dưới là thủy tinh. Giá bên em đang bán một cái lọ xay tiêu này sẽ là đi 50k nó qua nhá, 50k. Đó, 50k. Dùng hai lắp về là các bác có tiêu các bác bỏ vào bác xay, ăn đi đâu là mình xay đấy nhá. Ok luôn. 50k cho một cái lọ xay tiêu nhá. Đấy, lọ xay tiêu. Giá sẽ là 50k thôi, 50k. Tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng, đó là cái bộ dao đen, hàng của hiệu Asaka Japan nhá. Lên mã em sẽ là bộ dao đen này. Bộ dao này thì từ lọ bán rất là chạy luôn đấy. Giá của nó là hạt rẻ mà. Giá bên em đang bán một cái bộ dao đen này nó chỉ có 70.000 thôi. Về các bác dùng gia đình nó cũng hợp lý này. Đấy, con này thì cái combo này thì chuyên để các bác dùng để thái nhá. Đấy, combo này chuyên dùng để thái. Bộ này sẽ gồm có là đi 3 dao, một cái khuôn này để các bác có thể làm bánh rán trứng vào đây này, và một cái cây bào nạo này. Cây bào nạo. Đấy, và 3 con dao đi kèm. 3 con dao này thì một con dao thái bản to này, con dao này chuyên để các bác thái bản to nhá. Hàng của Asaka Japan rất sắc bén lắm, thép SK5 mà cực kỳ sắc luôn. Tiếp theo thì là một cái con dao chuyên để lọc và thái này, con này chuyên để lọc và thái này. Rồi là một con dao nhỏ, con này thì chuyên để có gọt hoa quả này. Đó, và bào nạo các thứ đi kèm. Bộ này thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ có bộ dao đen hàng của Asaka Japan. Bên em đang bán một bộ dao đen này sẽ là 70.000 thôi nhá. Giá chỉ có 70k. Giá siêu hạt rẻ luôn, bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen nhá. Đấy, Asaka Japan 70k bộ, giá rất tốt, rất dễ mua. Hàng này cực kỳ sắc bén luôn. Đây với nhá, em sẽ test cho bác xem về độ sắc của dao này. Dao thì nói chung là sắc bén thì chấm hết rồi. Đấy, các bác về thái thiết xem thì quá ok. Đây có nhìn nhá. Dao cực kỳ ngọt ngào luôn. Đấy. Các bác nhìn này, đường giấy đi này. Đường đấy, đường giấy đi mịn mịn luôn nhá. Sắc bén lắm, dùng ok lắm nhá. Đấy, dùng ok lắm. Đấy, chém vào nào, cứa vào nào, đứt vào đấy luôn nhá. Đó, rồi. 70.000 nhá. Lên mã em sẽ là bộ dao đen. Đấy, cả bộ và combo này. 70k bộ, về các bác sử dụng gia đình thì quá ok, hợp lý luôn. Thái chiếc các kiểu luôn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng, đó là cái hộp miếng dán thải độc này. Hộp miếng dán thải độc 50 miếng nhá. Đấy, về để các bác dán vào gan bàn chân. Đấy, giúp hút những chất độc trong người ra, rồi là giúp lưu thông mạch máu toàn bộ cơ thể bác nhá. Đấy, giúp các bác có một giấc ngủ sâu hơn. Con này thì rất là dễ dùng, các bác về cứ dán trực tiếp vào gan bàn chân mình trước khi là các bác đi ngủ nhá. Ngủ dậy thì bác bóc cho em là xong. Đấy. Miếng dán thải độc, hộp miếng dán thải độc 50 miếng nhá. Em báo giá luôn, 40k nhá. 40.000 trong hộp miếng dán thải độc 50 miếng này. Đấy, giá rất tốt. Chuyên để các bác dán thải độc nhá, dán vào gan bàn chân. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn bác mã hàng, đó là cái nồi cơm của Sáp này. Cái mã này thì đang rất là hot. Đấy. Và cũng lại rất là có khả năng cháy hàng vì hàng hiện tại đang hết rồi, không còn nhiều đâu ạ. Đấy, hàng mã nồi cơm của Sáp nhá. Con này thì nó là dòng nồi nấu cơm, hàng của Sáp, rất là chất lượng luôn. Nồi này thì dung tích của nó sẽ là 1.8 lít đây. Em sẽ vào đây quay cho bác xem nó sáng một chút này. Sản phẩm này thì nồi vẫn còn nguyên hộp nhá, nồi mới nguyên hộp nhá. Hàng của thương hiệu Sáp này. Đấy, của Sáp. Và đây, các bác cùng xem về một chút về thông số này. Con này thì cái thông số của nó thì công suất sẽ là 900W nhá. Và nồi sẽ dung tích là 1.8 lít. Các bác nấu gia đình khoảng tầm 3-4 người thoải mái này. Và cái điện sử dụng của nó sẽ là 220 nhá. Điện là dùng 220 nên là về rất là dễ dùng. Đấy. Nhiều bác hỏi hàng Sáp này của ai? Hàng Sáp này của Nhật nhá. Đấy, nồi Sáp của Nhật rất chất lượng luôn. Nồi cơm này thì nó là dạng dòng nồi cơm cơ. Đấy, nồi cơm cơ. Hàng của nó nguyên hộp luôn này. Đấy, rất đẹp nhá, đóng gói cực kỳ kỹ càng, đóng gói kỹ lắm.
Anh em sẽ đập hộp mục sở thị cho bác xem một chiếc luôn nhá. Hàng quá chất lượng luôn. Đó, đây. Một con nồi cơm cực kỳ chất. Đóng gói rất kỹ. Trước tiên thì nó đã có một cái quai sách nhá, một cái quai sách để các bác có thể là sách nồi cơm. Đấy, sách mang đi mang lại từ trên nhà dưới bếp, từ dưới bếp lên trên nhà. Và con này thiết kế cực kỳ thông minh là cái phần nút bấm này, các bác bấm đây này. Đấy, tự động cái nồi nó sẽ mở ra luôn. Đấy, bấm cái tự động sẽ mở ra, các bác ấn mạnh vào. Tự động sẽ sập lẫy vào nhá. Còn các bác muốn mở nó ra, các bác chỉ ấn vào đây. Đấy, tự động sẽ đẩy ra luôn, rất dễ dàng nhá. Và sản phẩm này thì đi kèm thì sẽ gồm có là một cái khay hấp, một cái khay hấp nhá, một khay hấp đây. Bên trong này thì lõi nồi thì sẽ gồm có một cái cọng dây nguồn. Dây này dây cấp nguồn nhá, dây cấp nguồn. Cốc đong gạo, đong nước đây. Mùi sấy cơm. Sách hướng dẫn sử dụng luôn nhá, sách hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện luôn, rất ok. Và đây là phần ruột nồi cơm này. Ruột nồi cơm này thì hàng vẫn còn nguyên nguyên đai nguyên kiện nhá. Và dòng này thì nồi rất là dày. Những cái nồi nào mà nó dày thì các bạn yên tâm về chất lượng đi. Nấu cơm nó cực kỳ ngon, cơm nó rất là dẻo và ngon nhá. Và nó chín thấu, nồi cực kỳ dày. Nồi của nó là hàng đúc nguyên khối này, cắt CNC này, cực kỳ xịn luôn. Đấy, đó, rất ok, nồi cực kỳ dày. Bên trong này có tráng một cái lớp chống dính nhá. Một lớp chống dính các bác nấu cơm không lo nó bị cháy, bị dính vào. Và đây phần lõi bên trong. Lõi bên trong thì mâm rất là to, mâm cực kỳ to luôn, mâm rất to. Còn bên trong này thì dạng thép lá tôn dày. Đấy, và dòng là dòng nồi cơ nhá. Con này dễ dùng lắm. Về để các bác dùng thì các bác chỉ việc cho vào, sau đó có bấm nút xem. Cho vào bấm nút có thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ bấm nút các bác nhá. Còn bấm nút không bấm nút thì các bác yên tâm là cơm sống có thế thôi nhá. Còn nấu cơm thì các bác nhớ bấm nút. Và nồi thì nóng cực kỳ là nóng rất là nhanh. Đấy, và cơm chín rất đều, chín thấu lắm. Đấy, dùng thích lắm. Đấy, đi kèm đầy đủ phụ kiện đi kèm có thế thôi. Giá rất hợp lý. Rồi. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái bộ nồi cơm sáp này. Bộ nồi cơm sáp nhá. Bên em đang bán một cái chiếc nồi cơm sáp này. Giá của nó sẽ là đi 450k nhá. 450k thôi. Và bên em bao ship tận nhà luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm nồi cơm sáp, dung tích của nó là 1,8 lít nhá. Và cái công suất của nó sẽ là 900W. Đấy, và 450.000 một cây. 450k một cái chiếc nồi cơm sáp. Hàng của nó vẫn nguyên hộp này, hàng nguyên hộp luôn. Quá xịn sò đây, phần thông số kỹ thuật này, đầy đủ này. Cơm nồi này các bác nấu cứ bao ngon đi, bao ngon bao ăn luôn, dùng thích lắm. Đó, và nó thiết kế toàn bộ những cái thiết kế thông minh tiện lợi, kết hợp với một chút cổ điển của cái dòng nồi cơm bấm hồi xưa. Nói chung là dòng này thì các bác dùng dễ dùng, không những dòng nồi cơm cao tần biến tần đôi khi dùng các bác rất là khó, mà đặc biệt là các bác người già dùng này hợp lý này, dễ dùng dễ sử dụng. Các bác nhá. 450.000 nhá, và bên em bao ship tận nhà luôn. 450.000 cho một cái con nồi cơm điện sáp nha. Đấy, hàng nguyên hộp có nhá. Tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng, đó là cái kẹp chuột này. Nên mã em sẽ là cái sản phẩm với cái kẹp chuột thông minh nhá. Dùng rất là dễ nhá. Cái này thì bác chỉ việc là bấm đây là. Đấy, tạch cán vào lấy luôn, xong các bác có thể để mồi đây hoặc các bác để không được. Đấy, chuột nó chạy qua cái là dính luôn nhá. Đấy, nhạy lắm. Con này cứ chạm nhẹ cái là dính luôn, và cái hay của nó cái cách sử dụng rất là dễ. Đấy, các bác lấy hai tay bóp đều này. Đấy, nó sẽ vào lẫy luôn. Đấy, lấy hai tay bóp đều cái nó tự động vào lẫy luôn. Và chạm nhẹ cái là dính luôn. Đó. Bác dùng để bẫy những cái chỗ đường đi đôi lại chuột nó hay đi này, rồi là chỗ đầu hàng chuột các thứ rồi. Các bác cứ cho tí mồi vào trong này nhá. Chạm cái là dính luôn, rất nhạy nhá. Đó, lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái kẹp chuột. Chất liệu nhựa ABS cao cấp nhá, chắc chắn và các bác dùng sử dụng lâu dài. Giá thì em đang bán một cái kẹp chuột này là 15k nhá, 15k một chiếc nhá. Và các bác lấy 10 chiếc thì mình em bao ship luôn. 10 chiếc kẹp chuột thì sẽ được bao ship, còn nếu các bác lấy lẻ một chiếc này sẽ là 15k, kẹp chuột thông minh nhá, kẹp chuột hàm cá sấu này. 15k một chiếc nhá. Đó. Nhảy ngay các bạn. Sản phẩm cân sức khỏe nhá, để các bác mua về các bác cân theo dõi sức khỏe các thứ của mình xem là đợt này cân nặng như thế nào rồi. Cân sức khỏe màn hình hiển thị điện tử. Con này cân max tối đa sẽ được là 180kg. Và em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân sức khỏe này. Con này thì bên em đang bán giá sẽ là đi 100k nhá, 100.000 một cây. Dùng hay lắm. Đây em sẽ mở hộp cho bác xem một chiếc này. Chuyên để bác cân theo dõi sức khỏe của bác nhá. Nó làm mặt kính rất là đẹp. Mặt kính các bác vệ sinh rất là đẹp. Về thì rất là dễ dùng thôi, về chỉ việc là tháo phần nắp này ra này, sau đó các bác lắp pin vào là dùng, có thế đâu. Cứ đứng lên là cân nó tự nhảy như thế thôi, dùng dễ vô cùng luôn. Đó, lắp tháo pin ra, các bác lắp vào cho em nhá. Mở cái nắp này ra này.
lắp cái hai pin mà lắp đúng cực cho em nhé, lắp đúng cực pin cho em đó, rất ok. Đậy cái nắp này vô rồi mở cân lên á, nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số màn hình hiển thị ở trên này luôn đấy, báo luôn cả nhiệt độ luôn nhá, rồi là phần trăm pin luôn này. Cân tối đa sẽ cân được là 180 kg, đấy chuyên để các bác cân người nhá, con này chuyên để cân người, cân sức khỏe nhá. Đây đây em sẽ cân test các bác xem này. Cái này thì cân thì các bác nhớ cho em là các cân là phải để những chỗ nào nó thật là bằng phẳng thì cân nó mới chuẩn được nhá. Đấy, để chỗ nào nó bằng phẳng thì cân nó mới chuẩn được. Đây, đó. Đây nha, giờ em sẽ đứng lên cho bác xem này, đứng lên này. Đó, cân này nhảy luôn nhá. 56.30 kg này. Đấy, báo luôn. Đầy đủ về cái phần thông số trên này luôn nhá. 56.3 kg nhá. Đấy, rất rõ ràng luôn. Đấy, rất rõ ràng mà dễ sử dụng nhá. Đấy thì các bác chỉ việc cứ lắp pin lên thôi các bác, để thôi. Để là một lúc sau là tự động là cái màn hình nó sẽ tắt nhá. Nên là rất là tiết kiệm pin, không lo tốn pin đâu, không cần phải tháo pin đâu các bạn. Và giá em đang bán với chiếc cân sức khỏe là 100.000 nhá. Con này thì phần này là phần mặt kính nên các bác dùng rất là dễ vệ sinh và nó thiết kế theo dạng là siêu mỏng nhá. Các bác để những cái chỗ vị trí các thứ rất là gọn gàng. Đấy, và đỡ tốn diện tích nhá. Giá hợp lý đâu, 100k một chiếc cân sức khỏe theo dõi sức khỏe các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đem lên luôn bác mã hàng đó là cái hộp cao ngựa nhá. Đấy, hộp cao ngựa này thì để chuyên trị bác nào hiện tại đang bị nứt gót chân này, rồi là các bác chân tay các bác bị nứt nẻ này, bị khô này, các bác dùng cái này rất ok nhá. Đấy, nó giúp dưỡng ẩm này, giúp phục hồi da, đấy giúp các bác trị rất nhiều bệnh nứt gót chân các thứ rất ok nhá. Đấy, sản phẩm lên thì nó sẽ là dạng kem bôi gì đây. Đó, một típ này là 30g nhá, một cái hộp cao ngựa này là 30g. Đấy, chuyên trị nứt gót này, 30g nhá. Đó, 30g này. Đó, rất ok. Nó là dạng kem bôi nhá, thì về bác chỉ lấy các bác bôi thôi. Bôi là xong, mùi thơm thoang thoải nhẹ nhàng nhá. Các bác bôi dưỡng ẩm rất là tốt nhá. Đây, nó là dạng kem này, bôi dưỡng ẩm rất là tốt. Dù các bác chỉ nứt gót chân các thứ nhá, rất ok, rồi là tay chân các bác bị nứt nẻ các bác bôi vào. Đấy, tránh tình trạng nó khô da, dưỡng ẩm rất là tốt luôn. Em báo giá luôn nhá, lên mã em sẽ là cái hộp thuốc cao ngựa trị nứt gót ấy. Bên em đang bán một cái hộp thuốc trị cao ngựa nứt gót này, giá của nó rất tốt luôn. 20k nhá, 20k một cái hộp cao ngựa trị nứt gót này, giá được 20k thôi. Hàng vẫn nguyên tem này. Đấy, vẫn nguyên tem rất xịn sò ngon này luôn. Một hộp này là 30g nhá, một hộp là 30g. 20k một hộp cao ngựa trị nứt gót nhá, 20k hộp. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, con này dùng ok lắm. Đây. Quần nó bị khoa với nước cá thành các rãnh sâu, đau lắm không đi được. Dùng mấy loại kem rồi mà không có thấy đỡ thì chút nào hết á. Em đau quá mới cầu cứu nhỏ bạn, thì nó mới chỉ cho cái chiếc kem giảm nước cốt nhanh này đây. Mừng quá em cầu về xài thử liền, tưởng không đỡ, ai dạy đỡ không tưởng mọi người ơi. Bước chân em nó mềm mà còn hồng hào hẳn ra nữa. Mấy vết nước thì nhỏ và vờ đi trông thấy. Và nhất là em không còn thấy đau đớn mỗi khi đi lại chạy nhảy nữa. Giờ ai gặp em cũng hỏi dùng sản phẩm gì mà hay dữ vậy, cho xin bí quyết các kiểu. Em nói thật là em chỉ dùng mỗi túi kem giảm nước cốt này thôi á. Mùa đông trời khô lạnh, anh chị nào mà gót chân bị nứt nẻ giống em thì bấm vào mua ngay để xài thử em này nha. Không làm anh chị thất vọng đâu. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, về chuyên trị bác chị nứt gót chân các thứ, nứt nẻ khô da, dưỡng ẩm rất tốt luôn. 20.000 đúng không nhá, 20k một cái hộp cao ngựa này nhá, 20k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái cây xăm thịt này, lên mã là cái cây xăm thịt nhá. Bác nào hiện tại mà đang muốn làm ví dụ là làm món thịt nướng, hoặc là các bác ướp nướng những cái ướp nướng, hoặc là các bác dùng để muốn ướp thịt mà nó ngấm gia vị hơn thì bác dùng cái này rất ok. Thì đây, dùng rất là dễ thôi. Nó là những cái cây xăm, nó có những cái phần đinh nhọn này. Đấy, về bác cứ xăm trực tiếp lên cái phần thịt của bác nhá. Ví dụ như này, bây giờ này nhá. Đây, xăm nó xem này. Bác cứ cầm này bác châm này, cứ cầm này bác châm nữa. Đấy, thì nó sẽ tạo những cái lỗ này, lỗ nhỏ li ti. Khi mà các bác ướp thịt thì gia vị sẽ ngấm đều vào, các bác ăn món nào nó sẽ đậm đà hơn. Rồi là các bác dùng để ướp, để nướng, để rán này. Đấy, rồi là các bác dùng để các bác xăm những cái bì lợn cái thứ rồi. Đấy, các bác muốn muốn chiên ấy, muốn chiên bì hoặc là nướng bì mà bì nó nổ ấy thì các bác dùng cái này các bác xăm vào bì nhá. Đấy, để giúp bì nó nổ đều hơn, nó giòn bì hơn nhá. Đó, một cái sản phẩm rất là hay. Đó, lên mã em sẽ là cái cây xăm thịt nhá. Bên em đang bán một cái cây xăm thịt này, giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi. Cây xăm thịt này. Cây xăm thịt nhá. Giá sẽ là 30k, giá tốt nhất thị trường luôn. 30k nhá, cho một cái mã cây xăm thịt này, dùng hay lắm. Đấy, nó là những cái đầu đinh inox rất là nhọn này. Các bác cứ cầm các bác xăm trực tiếp vào cái phần thịt, miếng thịt hoặc là miếng bì cái thứ là các bác muốn sơ chế, muốn nấu món ăn nhá. 30k một chiếc nhá bác nhá. Hộp băng gâu 100 chiếc tiếp tục hàng về của bác này. Giá thì gọi là giá bao giá trường luôn. 20k nhá.
lên mạng em sẽ được cái hộp băng gâu. Cái này là băng gâu băng dán cá nhân đấy nhá, băng gâu này. Đấy, băng gâu. Giá của nó sẽ là 20k một hộp này. Một hộp này sẽ là 100 miếng nhá, 100 miếng. Nó dùng để các bác dùng để dán vết thương nữa, các bác bị đứt tay đứt chân nữa. Các bác dùng cái này các bác dán cho em. Đấy. Rất ok. Đây. Đó, nó sẽ có rất là nhiều những cái loại khác nhau, ví dụ như là miếng to này, miếng nhỏ, miếng ngắn, miếng dài này. Đấy, nó còn có cả những cái miếng tròn tròn này, có nhìn. Đấy, những miếng dán là tròn, những miếng dán nhỏ nhỏ. Nói chung là một hộp này là tổng hợp và là 100 miếng các loại các cỡ khác nhau nha. Đây em sẽ cho bác xem này. Đây, của nó thì nó sẽ như này này. Khi mà các bác mua thì nó sẽ có là bốn loại như trên hình các bác đang xem đây, một loại tròn này, một loại vừa vừa này, một loại to hẳn này và một loại nhỏ hẳn này. Thì các bác về dán cho cả gia đình nhà mình. Đấy, những cái vết thương nhỏ các bác dán những cái nhỏ nhỏ này, vết thương to thì dán những cái to. Đấy, trẻ con dùng nhỏ, người lớn dùng to. Đấy, tùy nhu cầu nhá. 100 miếng cơ mà, dán thoải mái, dán cả gia đình nhà mình luôn. 20k nhá. Băng dán vết thương, băng dán cá nhân, băng gâu nhá. 20k một hộp 100 miếng. À, bóng đèn đuôi tím hàng nguyên shop tiếp tục về để vụ nhá. Đấy, và giá đợt này thì siêu siêu tốt luôn. Lên mã em sẽ là bóng đèn đuôi tím này. Đuôi tím, cái đuôi nó màu tím, em lên luôn mã sẽ là bóng đèn. Bộ bóng đèn đuôi tím nhá, đuôi tím. Giá của nó sẽ là đi 60k nhá, 60.000 một cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Các bác mua đâu một cái bộ bóng đèn đuôi tím mà giá nó hạt rẻ này. Các bác ra ngoài cửa hàng cửa hiệu ít, người ta đang bán một cái bộ này, chắc nếu mà cả dây cả đuôi cả bóng luôn thì người ta cũng phải chắc phải bán khoảng tầm 150 một bộ luôn đấy các bạn. Đấy mà hầu như là người ta không có bán kèm này đâu, người ta phải bán lẻ nhá. Đấy, người ta ít khi có những quán người ta bán kèm này đó. Giá rất tốt luôn. Các bác mua về là có cái dùng luôn. Thì đây, một bộ này sẽ gồm có là dây nguồn này, có cả phích cắm luôn nhé, có cả phích cắm này. Và tiếp theo là đuôi, đuôi thì nó có tích hợp luôn cả công tắc nhé, và đuôi sẽ là đuôi xoáy. Và đi kèm là một quả bóng LED nhé, bóng LED này thì sẽ là 20W nhé. Đây em sẽ phân tích bác xem này, bình thường các bác mua ở quán là một cái đuôi này sẽ vào khoảng tầm 10k này. Một quả bóng 20W này rơi khoảng tầm 50k thì đã là 60k rồi, một đoạn dây như này nữa. Một đoạn dây này em nói rẻ thì cũng phải khoảng tầm gần 100 luôn các bạn, gần 100 luôn đấy. Dây to, dây dài, con này dây chắc khoảng tầm 2 mét luôn đấy. Đấy thì nói chung nó rơi vào khoảng tầm 150, 150 một bộ rồi. Như em bán là chỉ có 60.000 thôi. Giá rất tốt, bao gồm cả dây, cả bóng, cả đuôi luôn nhá. Về là các bác dùng luôn. Và nó có cả cái công tắc tích hợp ở trên phần đuôi luôn này. Các bác có thể bật tắt ở trên đấy nhá, rất là tiện. 60k nhá, một bộ bóng đèn đuôi tím, cả dây, cả đuôi, cả bóng. Tiếp theo này cũng là một cái sản phẩm về để các bác trang trí Noel này. Đấy, bác nào mà nhà cửa muốn trang hoàng lộng lẫy trong cái dịp Noel thì các bác Giáng sinh thì các bác mua cho em cái bộ nháy này về. Đấy, bộ nháy này thì giá nó cực kỳ rẻ mà rất là đẹp luôn. Đấy là cái bộ nháy kim cương nhá, bộ nháy kim cương. Đây, đấy, cái bộ nháy kim cương này rất đẹp luôn. Bộ này thì chiều dài của nó là vào là 40m nhá, 40m, có cả cái phần cục điều chỉnh các chế độ nháy này. Cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài cho em thôi, rất ok. Đấy, đèn LED nó khá là đẹp và cực kỳ sáng nhá. Đấy, khá đẹp, cực kỳ sáng luôn. Rất nhiều màu sắc khác nhau và có các chế độ này. Đấy, các chế độ luôn. Dài là 40m nhá. Dài là 40m nên là các bác răng những cái không gian rộng. Đấy, không gian rộng. Cần nhiều bóng nháy thì các bác mua cho em cái bộ này về. Mà giá của nó thì cực kỳ là bình dân và rẻ luôn. Giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái bộ này với giá sẽ là đi 70.000 một bộ nhá, 70.000 bộ này. Cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là nháy kim cương nhá, nháy kim cương. Đấy, đèn nháy kim cương hoặc là dây nháy kim cương. Dài 40m nhá. Dài 40m, em nhắc lại lần nữa là dài 40m luôn, rất là dài đấy. Đấy, 40m rất là dài. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k một bộ này. Đấy, 70k cho một cái bộ đèn nháy kim cương dài 40m nhá, có cả một cái cục điều khiển ở đây luôn. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Điện 220 là các bác xài thôi. Đấy, nó đã cuộn sẵn này rồi thì về các bác gỡ ra nó rất là dễ. Đấy, cuộn sẵn này về các bác gỡ ra dễ. Đây là cái phần nháy nó này, nó là dạng kim cương này các bác nhỉ. Đấy, nó dạng kim cương nhá. Đấy, nên em lên luôn mã sẽ là nháy kim cương dài 40m nhá. Giá đang gửi bác một cái cuộn nháy dài 40m này là 70.000 một cuộn nhá, 70.000 một cuộn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm dẹt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân dẹt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân dẹt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đấy, đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Nó phích cắm chân dẹt nhá, 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm.
Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Shop tiếp tục về mã hàng đó là dòng ghế xếp nhá, ghế xếp ghế câu này. Dùng để các bác đi câu đi kẹo rồi các bác sử dụng mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic này, dã ngoại này, rồi đi câu rất ok nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ xếp gọn vào như này. Đấy, còn không thì khi bác mở ra này, đó là thành một chiếc ghế rất là to nhá. Hàng này thì là hàng bãi Nhật nhưng mà là hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới. Đây. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì phần khung của nó sẽ là khung thép nhá, khung thép sơn tĩnh điện. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện này, khung rất là dày nhá, khung thép dày lắm. Có phần đế chân chống trơn trượt này. Đấy, toàn bộ đều có đế chân hết luôn nhá. Bốn đế đều có đế chân luôn. Đấy, đinh tán, ốc các thứ đầy đủ ngon lành xịn sò luôn. Và đây là dòng vải dù nhá. Đấy. Phần ghế thì phần bạt ghế thì sẽ là vải dù và vải dù hai lớp luôn. Vải dù hai lớp các bác ngồi rất là thích, ngồi cực kỳ chắc. Đây con nhìn này. Những cái phần đường kim mũi chỉ khâu rất là cẩn thận này. Đây như cái phần bo góc này coi như này. Đấy, để khi mà các bác ngồi là nó không bị rách góc hay nhiều cả, nó bo góc rất là cẩn thận luôn. Nói chung là hàng Nhật người ta làm rất là chi tiết cẩn thận. Hàng của Made in Japan cho em nhá. Đó. Ghế câu. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ có tặng kèm luôn bác là một cái túi đựng nha. Đấy thì có các bác có thể là xách đi mang lại này. Đấy các bác gấp gọn vào các bác bỏ vào túi nhá. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước của cái ghế này nhá. Các bác cùng xem này. Đây bây giờ em sẽ đo này. Con này thì phần tổng chiều cao ghế của nó vào là đi 60 nhá. Tổng chiều cao ghế là 60. Đó. Phần cái phần bản rộng ghế sẽ là đi 35 này. Đấy 35, 35 x 35 nhá. Đấy bản rộng và bản sâu ghế là 35. Các bác ngồi rất là vuông chân. Đấy ngồi rất là vuông chân, một con ghế rất là đẹp chắc chắn á. Cái này thì bán nhiều rồi. Bữa trước thì đang bán cháy hàng luôn thì hôm nay là những bác nào mà hiện tại là bữa trước mà chưa chốt được thì các bác tranh thủ chốt luôn. Giá thì bên em vẫn đang rất là bình ổn giá cho bác nhá. Và em báo giá luôn, lên mã em sẽ là sản phẩm là ghế câu ghế xếp nhá. Thì bên em đang bán một chiếc ghế câu ghế xếp này có giá sẽ là đi 150k nhá, 150k. Đấy. Lên mã em sẽ là ghế câu này, ghế câu. Ghế câu này. Ghế câu nhá. 150.000 một cây. Đấy 150k một cây. Giá này gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy mà lại còn hàng của Nhật luôn, xịn sò ngon lành này. Giá cực kỳ tốt, giá chỉ 150k một cây thôi. Dùng rất ok, ghế rất đẹp luôn nhá. 150.000 một chiếc nhá cô nhá. Đấy, nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Về các bác ngồi để mình đi câu đi kẹo đi du lịch rồi đi cà phê cà pháo, các bác ngồi rất là vuông chân nhá. Đây cô nhá, đây là người mẫu như em đang ngồi này. Đấy, ngồi rất là vuông chân này, thoải mái này. Đấy, chân vuông chữ điền ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, ngồi chắc dặn dặn mấy phát à. Dặn mấy phát à. Đấy, có thấy không? Nó thiết kế sợi vải bố này chắc lắm. Các bác ngồi cứ dặn thoải mái. Con này người còn tầm 70-80 cân lên cho em là cứ thoải mái đi. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy đây, test thực tế sản phẩm luôn nhá. Đó, ghế rất là ngon luôn này. Xịn sò đấy, chắc chắn không? Đây các bác nhìn ông này ông rất là béo này. Đó, ngồi thoải mái luôn. À đây, có mấy chi tiết nữa là bên hông nó có một cái túi nhá. Đây các bác cùng xem một cái túi này. Đấy là các bác có thể để đồ nhá. Đấy, các bác có thể để đồ, để đạp vào. Đó, thấy cái túi bên hông không? Đây em sẽ quay luôn cho bác cái túi bên hông này. Đây, em quên nó không giới thiệu luôn. Đây là cái túi bên hông nhá. Đó là nó có một cái túi bên hông luôn để các bác có thể là khi mà mình ngồi mình có đồ đạc gì mình để luôn vào đây. Đấy điện thoại rồi là bao thuốc hay các thứ những cái đồ đạc nhà mình. Đó, mình để vào nhá. Hàng Made in Japan cho em luôn, rất đẹp nhá. Ghế cực kỳ đẹp luôn đấy, dạng vải bố có thể là gấp gọn vào. 150.000 một cây nhá. Hàng số lượng có hạn đấy. Vì bữa trước là nhiều bác chốt rồi cũng lại trượt đấy thì lần này các bác yên tâm đi, số lượng ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Nó chắc là vài chục chiếc thôi. Nên là các bác tranh thủ chốt luôn nhá. Ghế câu 150.000 một cây ghế câu nhá.